Ngay từ khi bốc thăm, U21 Việt Nam đã rơi vào bảng đấu được coi là tử thần với các đối thủ khó chịu là Sông Lam Nghệ An, PVF và cả Đồng Tâm Long An. Với quan điểm đối thủ nào cũng khó chịu như nhau và quyết tâm từng trận, các học trò của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã xuất sắc giành vé vào bán kết chỉ sau 2 lượt trận. Khép lại vòng bảng, U21 Việt Nam đứng đầu bảng B với 7 điểm sau 2 chiến thắng trước Long An và Phổ Yên, hòa Sông Lam Nghệ An 1-1. Ở vòng bán kết, U21 Việt Nam đụng độ thế hệ vàng mới của bóng đá Đồng Tháp khi lứa cầu thủ này từng vô địch U15, U17 và U19 quốc gia. Thế nhưng, U21 Việt Nam vẫn chứng tỏ được sức mạnh khi có được chiến thắng 2-1. Ở trận chung kết, trước đối thủ đã hiểu rất rõ là U21 Sông Lam Nghệ An, U21 Việt Nam vẫn chơi lấn lướt hoàn toàn và thắng tối thiểu 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của sự chiến. U21 Việt Nam có lần đầu tiên vô địch lứa tuổi U21 quốc gia. Với phong độ ấn tượng, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng cho thấy vai trò nhạc trưởng trong đội hình U21 Việt Nam. Anh nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng nhận danh hiệu vua phá lưới với 4 bàn thắng. Trong khi đó, với sự xuất sắc trong khung gỗ, thủ thành Phạm Việt Cường cũng của U21 Việt Nam nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải. Bản thân em thì em thấy danh hiệu này thay mặt cả đội để nhận, còn tất cả những người anh em, những người đồng đội hỗ trợ lẫn nhau để có được chức vô địch, có danh hiệu như này. Đầu tiên xin được gửi lời chúc mừng tới huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cũng như các cầu thủ U21 Viettel đã giành được chức vô địch giải U21 báo thanh niên vừa qua. Thưa anh, cái chức vô địch vừa rồi thì nó có ý nghĩa như thế nào với bản thân anh cũng như các cầu thủ trẻ của Viettel? Cái ý nghĩa nhất là đã ban luyện và chúng tôi đã đem lại một cái cột mốc cho các em. Chính các vận động viên họ cần cái cột mốc cho sự nghiệp của họ. Họ còn trẻ, họ còn rất là dài và đây là gần như là một cái nấc thang cũng như là một bước đệm để các em tự tin khi bước vào cái môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Cũng giống như là cái lứa của chúng tôi cũng thế. Khi chúng tôi năm 1997 vô địch giải U21, U22 thì đó cũng là một cái bàn đạp, nó là cái bước đệm để cho cái lứa thể công 96 chúng tôi phát triển. Chúng tôi có cái gọi là có máu thể công, máu Viettel, cho nên khi mà cùng nhau làm việc nó cũng không cần phải nói nhiều. Và khi mà cùng nhìn nhau là cũng đã đủ hiểu để cùng làm việc và cùng nhau phấn đấu rồi. Kỷ niệm lớn nhất của chúng tôi đó là những trận đấu, những cái thời khắc khó khăn, được ban luyện đưa ra những cái quyết định gì đều được các cầu thủ hỗ trợ và ủng hộ hết mình. Đấy là cả những cái mà chúng tôi làm được. Cái hình ảnh xúc động nhất đối với tôi đó là khi mà chúng tôi giành chức vô địch thì các cầu thủ đã tung tôi lên. Đấy là cái hình ảnh mà chắc là trong cái cuộc đời huấn luyện của tôi không bao giờ quên. Vâng, với các cầu thủ trẻ thì rõ ràng vấn đề tâm lý là một yếu tố hết sức là quan trọng. Sau thất bại tại giải hạng 3 vừa qua thì anh đã có những cái giải pháp nào để giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ để có thể thi đấu tốt tại vòng chung kết U21 báo thanh niên? Đã làm một huấn luyện chuyên nghiệp thì phải không có áp lực, phải tự tạo áp lực cho mình. Và sau cái giải hạng 3 thì áp lực với tôi lại càng lớn. Cái áp lực càng lớn thì cái động lực càng nhiều. Bởi vì tôi biết, tôi hiểu rằng là các cháu cũng có cái khát khao đó, cái khát khao muốn vô địch. Với các cầu thủ trẻ, cái điều mà họ khó khăn nhất đó là sau một cái sự thất bại, họ rất là ngại, rất là sợ những cái sự khiển trách. Nhưng tôi thì không hề có, tôi không bao giờ khiển trách các cầu thủ chút nào cả. Bởi vì thực sự cái hạng 3 đấy các cầu thủ của chúng tôi chơi rất tốt, nhưng có những cái không may mắn hoặc là những cái vấn đề nào đó nên nó không dẫn đến thành công. Nhưng tôi luôn nói với cầu thủ rằng là cái gì đã qua các bạn phải cho nó qua đi, tập trung vào những cái nhiệm vụ sắp tới. Không phải thất bại giải đấu này thì giải đấu khác sẽ thất bại. Khi các bạn thất bại và chúng ta lấy thất bại là động lực thì nó sẽ là rất là mạnh liệt. Chức vô địch của đội 1 cũng là cái động lực rất lớn cho các cầu thủ trẻ. Họ mong muốn mình cũng làm được một cái gì đó cho trung tâm, cho bóng đá thể công và Viettel. Các bạn được đào tạo ở cái một môi trường bóng đá tốt, được các thầy rèn giũa từ khi bé
ngoài cái việc chuyên môn ra và cái tư cách đạo đức của bạn rất tốt, thì chúng ta không có cái lý do gì để mà do dự hay là tự ti cả. Cái quan trọng là các bạn ấy phát huy được cái khả năng của các bạn ấy, tự tin vào những cái mà các bạn đang có, tự tin vào những cái gì mà chúng ta được học. Ở giải U21 năm nay thì người ta thấy được một cái sự bất ngờ trong việc sử dụng cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng của anh. Anh có thể chia sẻ một chút về cái điều này? Cũng là cái may mắn cho cá nhân tôi và ban luyện khi trong tay có những cái cầu thủ đa năng như thế. Nhâm Mạnh Dũng thì không phải là tôi phát hiện ra cái việc anh ấy chơi ở vị trí trung vệ tốt, mà Nhâm Mạnh Dũng cũng đã chơi được ở trên đội tuyển rồi. Nhưng mà chỉ có cái là tôi cũng có thể linh hoạt trong cái việc sử dụng Nhâm Mạnh Dũng, là đưa Mạnh Dũng đá trung vệ và khi cần thì đưa Mạnh Dũng lên chơi tiền đạo. Thì ở U23 thì Dũng không chỉ chơi ở cái vị trí trung vệ không thôi. Cái bản năng của Dũng là tấn công chứ không phải phòng ngự. Nhưng Dũng lại là một cái cầu thủ có tư duy. Khi đặt Dũng vào cái vị trí nào, Dũng có thể hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình. Ngay kể cả trung vệ, khi mà các bạn thấy là giải U21 vừa rồi đưa Dũng về chơi trung vệ thì cũng rất là chững chạc. Và khi đưa lên tiền đạo thì Dũng phát huy được cái bản năng sát thủ của mình. Đó là một cái rất là thú vị trong cái giải U21 vừa qua. Chúng tôi không phải đưa Nhâm Mạnh Dũng từ tiền đạo xuống trung vệ, mà chúng tôi đã có cái phương án là đưa cả Bảo Tuấn lên đá tiền đạo khi chúng tôi gặp khó khăn với Đồng Tháp. Đội đá một mũi với Danh Trung thì trong cả cái mùa giải Danh Trung hy sinh vì đồng đội rất nhiều. Đá cắm một mũi thì cái sự phong tỏa của hàng hậu vệ lên Danh Trung, cái áp lực của hàng hậu vệ lên Danh Trung cũng rất lớn. Chính vì cái tự tin của họ mà ban luyện đưa ra được những cái quyết định nó rất là sáng suốt. Anh có đề cử rất là nhiều những cầu thủ mà hy vọng họ sẽ có cơ hội tỏa sáng ở đội 1. Anh có thể chia sẻ những cái mặt tiềm năng mà anh muốn gửi gắm? Tôi cho rằng là các cái cầu thủ của chúng ta đào tạo ở Viettel ấy, họ có khả năng chơi đội 1, chỉ có sớm hay muộn thôi. Thời điểm này, năm nay hay năm sau, ban giám đốc cũng như là ban luyện của đội 1 đã tính toán rồi và cũng đã cho các bạn đi mượn. Và những cái cầu thủ mà đi mượn, cho đi mượn những cái đội hạng nhất, đi mượn khi đã trưởng thành rất nhiều sau một cái mùa giải, ví dụ như là Thắng, Bình và Hợp sau cái mùa giải mà thi đấu cho Bình Định, sau khi một mùa giải hạng nhất về trưởng thành rất nhiều. Và tôi nghĩ là những cái cầu thủ đó có thể đóng góp được cho đội 1, nó là thời điểm nào thôi. Và tôi hy vọng rằng là các em, kể cả Nhâm Mạnh Dũng và Danh Trung cũng như là Tiến Anh sẽ được trọng dụng nhiều ở V-League và AFC năm sau. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh và chúc mừng cho thành công vừa rồi của anh cũng như là những cái mục tiêu trong tương lai. Cảm ơn.